Dạ, kính chào quý khán giả đến với kênh thông tin của Tháp Tư Cao. Này, Tháp Tư Cao làm cái clip này để dạch mặt Nhất Phương các bạn nha. Nhạc chế Nhất Phương, thằng xạo. Thẳng, mình gọi thẳng là thằng xạo. Khỏi nói nhiều nha. Lý do là sao các bạn? Ở đây mình thấy là nó cũng giống y gan như là bà Dầu Liên Lộc Bứng Cây đó các bạn. Có ai vô chưa ta? Thôi từ từ. Rồi. Dạo Trần thì ông anh Châu Lê Linh ạ. Thì Nhất Phương á lên mở một số đoạn ghi âm cắt ghép. Không biết là đi lượm ở đâu. Để nói không đầy đủ, không đúng về sự thật. chứ không phải là một youtuber như em tối ngày lên ra rả lúc kêu nghệ sĩ sao kê, thì em cho rằng CEO có quyền gì đúng vàng kêu nghệ sĩ sao kê, thì em cho rằng CEO có quyền gì mà kêu nghệ sĩ sao kê. Cái chuyện đó là để cho cơ quan chức năng và để cho những người bỏ tiền vào đây, những mạnh thường quân nào đó họ có ý kiến, họ thư kiện thì họ mới được quyền, và chỉ có cơ quan chức năng mới có quyền. CEO Nguyễn Phàng không có quyền để kêu nghệ sĩ sao kê. Em luôn phản đối bao nhiêu năm dài em ăn tiền YouTube, còn bây giờ ngược lại em quay qua em chụp Trí Cảnh, mỗi ngày em kêu Trí Cảnh lên sao kê. Nếu em có bằng chứng, có cái gì đó mạnh thường quân nào mà có ý kiến đến với em thì em cùng kết hợp với mạnh thường quân đó và nhờ mạnh thường quân đó đứng ra để thưa kiện Trí Cảnh, chứ không phải là một YouTuber như em tối ngày lên ra rả lúc là yêu cầu, tôi yêu cầu là Trí Cảnh TV là phải sao kê minh bạch, ngày nào cũng kêu Trí Cảnh, tôi yêu cầu, tôi lên tiếng kêu gọi Trí Cảnh phải sao kê từ thiện, phải sao kê minh bạch. Vậy ngày xưa siêu Nguyễn Phương Hằng đó em phản biện người ta, em không chấp nhận điều đó, tại sao bây giờ á đi theo cái vết xe đổ của siêu? Để thông não nhờ cái thằng đần nhất người thằng gì Nhất Phương nha, biết nghị định 93 năm ra đời năm mấy không? Về phương diện pháp luật thời điểm đó nó khác, thời điểm hiện tại nó khác nha. Cái đầu đất chỉ có cái mỏ giỏng lên để mà nói tầm bậy thôi, để nói cho Nhất Phương nghe nè nha. Thời điểm đó các nghệ sĩ kêu gọi vận động là chưa có cái nghị định 93 năm 2021. Thì việc kêu đó, kêu gọi đó, nói như vậy đó thì nó ở trong cái chừng mực giới hạn nào đó thôi, chứ không có lên chửi bới xúc phạm nhục mạ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người ta, hiểu không? Thanh được kêu vào cái câu chuyện đó đó là vì bức xúc đối với những hành vi vu khống rằng người ta là chiếm đoạt bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ. Và thời điểm đó Cao nói rõ luôn là đã có đơn kiện rồi thì đợi cơ quan chức năng vào cuộc làm việc. Nhưng mà nói chuyện kêu sao kê này kia phải trong mức độ giới hạn cho phép. Chứ đừng chửi bới mà đến vùi dập người ta như vậy. Đặc biệt như anh Công Vinh chị Thủy Tiên đó. Mà bản thân các bạn coi này nha. Bản thân thằng Nhất Phương đó nó sản xuất rất nhiều video clip để nó chửi ông Dũng bà Hằng và nhạc chế nha. Tụi nó có sách mách có chứng nghe đây nè. Thấy kênh nhạc chế Nhất Phương không? Và nó cũng là đã sao kê quỹ từ thiện nè không? Của ông Dũng bà Hằng nè không? Rồi. Nó viết ra nha. Toàn cảnh buổi sao kê từ thiện của Công Vinh và Thủy Tiên tại ngân hàng nè. Chính thức lên tiếng thư kiện Rồi, nhạc chế 50 tỷ đâu? Bài nhạc chế gây sốc chuyện sao kê và 50 tỷ không giữ lời là mất lòng tin của fan. 2 năm trước 218.000 lượt xem. Quý vị nào cho Tham Tư Cao biết á. Nha. Thằng Nhất Phương á, bây giờ nó ủng hộ cho thằng Chí Cảnh. Mà thằng Nhất Phương hồi đó á, là nó chống bà Hằng hay là nó ủng hộ bà Hằng? Nếu nó chống bà Hằng thì bình luận cho Tham Tư Cao chữ chống bà Hằng. Còn nó ủng hộ bà Hằng, nó ghi chữ ghi cho thơ cao là ủng hộ bà Hằng để cho mọi người rõ. Mà bây giờ á, nó cũng đi quay lại bản thân nó
nhổ nước miếng ra liếm lại nó, bản thân nó đó là ủng hộ cho thằng Chí Cảnh. Mà hổm gài á, nó đi theo cái drama này đó là nó đi theo cái drama sao kê, mà nó lại đi bảo vệ cho thằng Chí Cảnh. Thì tôi nói rồi, thằng nào mà binh cho thằng Chí Cảnh thì tôi bêm cho nó nhà nó nát, được không ạ? Nó binh thầy ông nội của nó, lúc đó tôi không thèm để ý. Nhưng bây giờ nó binh vực, nó bảo vệ cho thằng Chí Cảnh, thì mai mốt tôi dùng cái kinh này để tôi đập thằng Nhất Phương. Nói rõ gì, tôi tế nó đầy đủ hết. Bản thân của nó là người vi phạm pháp luật đấy, chứ đừng có đùa, gáy cho nhiều vào. Đây là nó viết bài là ba bài nhạc chế gây sốc chuyện sao kê 50 tỷ và không giữ lời hứa, lòng mất tin. Nó là phải là bà, nó là người đi bêm bạn chống bạn, nó đi theo thầy ông nội của nó nha. Rồi nó là cũng là người chống ve chống kền, ủng hộ cho Hồng Loan, bây giờ nó bảo che cho thằng Nhất Phương để gì? Để gì? Đơn giản là gì? Nó thay mặt thầy ông nội nó trả thù Tháp Tự Cao, trả đũa Tháp Tự Cao, đúng không? Rất là mất dạy. Các bạn yên tâm, thằng này Tháp Tự Cao không đánh bản quyền nữa đâu. Có địa chỉ thông tin nhà rồi, sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm việc vấn đề pháp lý. Ba anh em nó thì phải có đứa đi, nó thẳng vậy. Còn đi như thế nào mình không nói đâu. Chờ Chí Cảnh xong rồi tới lần này lang thang đường phố. Bây giờ hiện tại á, hổm gài á là cái người mà đi vô trong cái câu chuyện này để kích động, để là đâm bị thóc chặt bị gạo, là cái mụ Giao Liên lộc bứng cây, đúng không? Mà hổm gài nó là chơi thân với thằng đời người ta. Tụi nó là chính là một cái bộ ba đi quậy, đâm bị thóc chọc bị gạo đó. Cái đó là cái bộ ba tam tay đó. Thằng đời người ta, thằng Nhất Phương với thằng mụ lọc bưng cây là đi quậy cả hai phe luôn. Đài này á, là trong cái sự kiện nó nhiều cái chuỗi sự kiện không có ai để ý đó. Nó là chuyên gia đi đâm bị thóc bò chọc bị gạo cá anh em nó luôn. Một YouTuber từng chửi cũ Lê Tùng Vân và là kẻ thù của CEO đã bị bắt 11 tháng trước. Này nó nói nhiều clip mình không có coi, nhưng mà thêm xem tiêu đề là tôi thấy có vấn đề rồi. Mà cũng là côn đồ, mà vô văn hóa luôn. Còn bản thân em phê phán người ta, bản thân em là cái gì?
Luật sư Vũ, bản thân em có ra gì trong xã hội này, đúng không? Em là người ủng hộ bà. Anh không phải nói tất cả những người ủng hộ bà Xô đều là vô văn hóa hoặc thiếu hiểu biết hoặc là côn đồ. Nhưng mà cái số lượng bây giờ Mỹ Châu, Phạm Nga cho rằng là những người là đối đầu với bà Xô, cai gì em nói riêng với Phạm Nga thôi, hoặc là một hai kênh YouTube nào khác. Còn em đây em gom lại em nói là những người đối đầu với bà Xô toàn là những người tào lao Mỹ Lao. Những người đối đầu với bà Xô nhiều lắm em nha, trong đó có cả là bây giờ không ai, thực tế là các nghệ sĩ và nhà báo, những người đó là tào lao Mỹ Lao à. Còn bản thân những người ủng hộ bà Xô đang binh vực đó là cái gì? Nói ra cái khúc này thì Phương hơi sân si tí như đại gia đình, thì bình luận cho em trai này biết được. Còn bản thân em thì chẳng ra gì của xã hội, một cái bằng luật sư, một cái nghề luật sư mà còn không giữ được, chính vì những cái sai trái của em mà bị treo bằng, bị tước quyền luật sư. Em thấy nhục nhã chưa mà em phê phán người khác? Đấy, đợt trước nó bêm ông luật sư Trần Quốc Vũ đó. Nhưng mà tại vì ông Vũ không không có nghe. Chứ tôi nói nghĩ rằng ông Vũ mà ông nghe được thằng này nó bêm ông vậy đó, thì chắc ông xuống tới Cà Mau ông mới kiếm nó rồi. Hết sức cẩn thận với Thanh Cao, thằng này không là cái ớt gì đâu, cô cứ yên tâm. Đúng là luật sư Trần Quốc Vũ. Rồi Phương vào thông tin chính thức luôn rồi đại gia đình. Ở đây thì thông tin này thì họ rất là mừng, giống như Vũ Lê Tùng Vân thì thông tin này là cũng mừng luôn, là từng lên YouTube đối đáp với bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là YouTuber Micho Phạm Ngàn. Hà Nội ngoài việc là từng có một doanh nghiệp mỹ phẩm lừa đảo chạy án tường Nga, ba nhiều đơn trình, đúng là này là văn kính của ông Lê Tùng Vân thì đố ai mà dám mướn em để mà cãi cọ nữa. Cho nên bây giờ em chủ yếu là câu view câu like bất chấp, nhờ cái kênh YouTube này mà nuôi sống em hàng ngày thôi. Trong 2 năm này em chỉ nhờ cái kênh YouTube của em thôi, em trai. Này đổi sang người mô Phật hả? Vậy mà lên á. Có hợp. Mà trước là nó bêm tất cả, Nhất Phương là nó bêm tất cả những người ủng hộ cho bà Hằng. Nó gọi tên từng em một. Đó bây giờ là gì? Bây giờ nó đi nước kích đâm bị thóc chặt bị gạo, chủ yếu là chống tham tự cao à, theo mấy thằng kia. Nhưng mà thật sự đó mấy thằng kia nó cũng đâu biết này làng nào đâu à, cứ đú theo à. Rồi khi mà nó nghe được nó mới tỉnh à, đó chứ cảnh à, à như gắn thân với anh Nhất Phương nhiều nhiều đi hay cưng ha. Đấy chưa? Còn tham tự cao á là áp dụng các biện pháp để xử lý một số kênh YouTube dơ bẩn. Cái đó là cái chiêu của tôi. Còn tôi làm thế nào chuyện của tôi. Đúng quy định pháp luật là được, không ai nói gì được chứ. Tôi nói rất là đúng quy định pháp luật. Hơi lớn tiếng, gia đình thông cảm. Tất nhiên là tôi Thái Tư Cao không có chung cái band với ông Vũ được. Nhưng mà các bạn hiểu một điều rằng đây là chỉ là một ví dụ thôi. Đây là một ví dụ trong một cái clip mà nó đem bêm ông Vũ ha. Còn nó nhạc chế về bà Hằng thì xin lỗi rất nhiều, mà tại mình không có tiện phát và sát phát nhạc chế á, là nó sẽ ảnh hưởng đến bản quyền YouTube. Nhưng mà ví dụ như bạn vô trong á nhạc chế của kinh đó, bạn chỉ cần đưa cái sao kê ra thôi à, thì xin thưa rằng là hình ảnh của bà Hằng rất là nhiều nha. Bây giờ lại định những người ủng hộ bà Hằng. Đây. Đây. Được chưa? Đó. Được chưa? Đó. Rất nhiều nha. Rồi bây giờ á, gì? Tụi nó mới nghe đồn bà Hằng kiện tụi thôi. Mà Hằng Nhất Phương nó mừng lắm. Thấy chưa? Thế nó bao giờ nó tào lao chưa? Nhất Phương này nói chung cái hệ cái band với cái cảnh rồi cái band mỏ hổn Ngụy Quân Tử.
Nè, mẹ con cô sáu Hồng Ve thua trắng tay. Ấy da, gọi Hồng Ve đó tức là ủng hộ sao kê, đúng không ạ? Mà bây giờ á là ngăn cản Thái Mới Cao yêu cầu thằng Cát Cảnh sao kê là sao? Đây nè, tin nóng Hồng Ve khổ tới nữa rồi, người nhờ người năn nỉ rút đơn kiện, báo đăng Hồng Ve xin lỗi nhận hết sai sót. Đấy chưa, thằng này nó cực kỳ mâu thuẫn. Chết, kháng cáo thành công, Thám Tử Cao thảm bại lộ rõ nguyên hình. Giật tít mắc cười không? Chấn động cả nước về Thám Tử Cao đã ủ tờ. Chính xác là nó y chang như cái bứng lực bứng cây. À, đâm bị thóc chọc bị gạo để gây drama. Bảy Màu và Thám Tử Cao hợp tác Bem, Loan và Ni. Giờ mình mới ngồi coi mấy cái này. À, 3 tháng trước em lọc vườn cây vì bảo vệ Hồng Loan mà bị chị Bông Hậu Mi Xù đưa lên thớt 26 kênh tấn công. Này vụ gì ta, vụ Liệu Báo hay Nhà Báo của Hòa Bình gì đây? Mình chưa rảnh ngồi coi hết mấy cái clip này. Cái người trong gia đình Vũ Linh, đấy, Vũ Linh là buồn nhất, đâu rồi? Anh là người tạo điều kiện ơi thì làm gì mà giống câu chuyện của cô Sáu được? Không lẽ những cái chuyện xấu xa của MV là của Nguyên Vũ vừa làm cho Hồng Loan là những cái nội dung giống hình như cuộc đời của mình đâu? Đấy, của mình sao mà đứng ra mà dành cho rằng là cái MV nói về cuộc đời của mình? Nói thiệt, không cái gì mà thưa kiện được vấn đề này. Có lập vi bằng thưa các YouTuber thì cũng có thể có, mà không phải các YouTuber nào cũng có sai trái ở đây. Trước nhiều ý kiến là chỉ trích mẹ ruột của Hồng Phượng, trước nhiều ý kiến là chỉ trích mẹ ruột của Hồng Phượng là nữ nghệ sĩ là Hồng Nhung về việc là xin xỏ giữa hơi cố nghệ sĩ Vũ Linh để mà kiếm lợi. Hồng Phượng đã có những chia sẻ thẳng thắn, cô nói những gì mà mẹ và cậu Bảy tôi có làm ở đây chấp nhận hết, không sợ ai. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có là dĩ vãng cả. Cậu năm tôi có cho cũng là cho ruột thịt chứ không phải là người dưng. À, cái này là cái câu của Hồng Hồng Phượng nha đại đình. Câu của Hồng Phượng nói với báo chí ha. Tất nhiên là tranh cãi quá trời để bây giờ Hồng Phượng mới lên nói thì sao? Nói là bây giờ là cậu của tôi. Tôi xin cậu cũng là cậu tôi cho tôi. Cũng là người trong gia đình là con cháu của cậu. Đó. Là cậu có để lại như thế nào nó cũng để lại là của gia sản cho là những người thân của cậu. À, chứ không phải là để cho người dân.
cũng nhấn mạnh vấn đề chị Hồng Loan là người dân nữa. Nhấn mạnh nữa ha, những gì mà mẹ và cậu Bảy tôi có làm ở đây chấp nhận hết, không sợ, chứ không phải những gì mà mẹ và cậu nhận hết là không sợ. Trả những cái lời công kích của những câu là xin của cậu tôi và cậu tôi cho và cậu tôi cho thì từ những cái gì mà mọi người cho rằng là Hồng Loan là người ăn cắp ăn trộm, quý vị cũng biết rồi đúng không? Ăn cắp đổi thừa là Hồng xóa rồi đi bán. Là cái người ủng hộ bên Hồng Phượng nói cũng có cái lý, trợ lý đi nó lấy tiền, hay là nói về Hồng Loan nó ở nhà nó hay lấy tiền, yêu cầu có những cái lời đó thôi nó cũng ra cái câu chuyện nữa. Đằng này nó cắt ngang một cái đoạn của ổng là nói đó mỗi lần đi diễn là nó lấy tiền của anh sắp này tới sắp kia, anh lấy cái đĩa đi bán này nọ đó, chỉ là nói nôm na là không có nói là chỉ một đức đích danh của ai cả. Cắt ghép cũng hay thì, nhưng mà cái người cắt ghép này không ai khác chắc chắn là Soạn Giả, đúng không? Soạn Giả Vân Tiên, bởi vì cái cuộc điện thoại đó là cuộc điện thoại với là Vân Tiên, cái cuộc điện thoại mà lúc mà Vũ Linh còn sinh thời mà tâm sự đó, mà bây giờ á bả là cái người có thể nói là mọi chuyện khán giả mà đang tin tưởng về cái câu chuyện mà Hồng Loan là người ăn cắp ăn trộm đó là chính vì từ cái chỗ Vân Tiên này nói ra, từ cái chỗ Vân Tiên này nói ra. Mà tại sao những cái chứng cứ mà tâm sự mà cái đoạn đó là cha tâm sự với ai, cha tâm sự với là chị Vân Tiên đi, nó Vũ Linh nói Hồng Loan ác ôn chưa vị, ác ôn là cái chỗ đó. Cho nên bây giờ nè, những gì mà mẹ và cậu Bảy tôi có làm ở đây chấp nhận hết, không sợ, ai cũng có quá khứ, ai cũng có dĩ vãng cả. Cậu Năm tôi có cha cũng có cho, cũng là cho ruột thịt chứ không phải cho người dân. Mẹ với cậu nếu mà có sinh thì cũng là sinh của cậu tôi và cậu tôi cho, chưa người dân nước lã. Nhấn mạnh những cái câu văn đó không, nói với tất cả cộng đồng và những người bên phía Hồng Loan đó, ở người ngoài không mà tư cách gì đó nha, bởi vì cậu tôi cho là tôi nha, để mà nó nói rất là dài dòng. Người ta Sam mà cho Phương Bánh Tét thì Phương Bánh Tét là ba, nếu mà lần này mà thẩm định thật đó là thâm đồng bỏ tiền ra cho Hồng Loan này, nó dai tiền đó để nó mua pháp lý, nó thắng chi, nó thắng để sau này nó lợi dụng Hồng Loan để mà nó lá đâu. Mẹ với cậu nếu mà có sinh này đọc rồi hả, này phân tích chán này. Mở lại cái live show đó, thầm cô rất là ném lại chế độ là riêng tư, nên là nói với vị Phương giống là nói vấn đề là cho khán giả ăn hoặc là uống thuốc những cái điều mà nó không có thật. Điện điên nghe nó cũng hơi nặng nặng. Đây đã là nhắn tin chửi rủa nữ ca sĩ, thậm chí Hồng Phượng là còn bức xúc cho rằng thời gian qua hàng loạt tài khoản giả mạo cô được lập ra. Nhưng mà cái việc mà nó nhắc đích danh tên, đưa stick lên giật thì này nguy cơ cao lắm, dễ bị ăn đơn từ cả hai phía, nguy cơ cao. Chắc mình sẽ phép kết thúc video clip này đây ha. Mình chỉ chia sẻ là một số nội dung mà mình nói chốt lại như thế này. Bản thân á, Nhất Phương á, là đi theo ủng hộ Hồng Loan, kêu mẹ con bà Sáu là sao kê minh bạch, là ủng hộ Hồng Loan là thừa kế tài sản của nghệ sĩ, lại đi phê bán tôi cao lên về cái chuyện mà yêu cầu Hoàng Chí Cảnh TV sao kê minh bạch rõ ràng việc lên mạng vận động quyên góp tiền từ thiện. Rồi nó lại là phê phán Thám Tư Cao trong cái câu chuyện là sao mà binh vực bảo vệ ủng hộ nghệ sĩ mà bây giờ lại là yêu cầu Chí Cảnh nó sao kê. Thì tôi nói rất là rõ, quy định của nghị định 93 thời điểm hiện tại yêu cầu cá nhân Chí Cảnh phải sao kê minh bạch rõ ràng các nguồn đóng góp tự nguyện, còn thời điểm trước nó khác. Và cái cách kêu gọi, cách của tôi nói là đúng quy định pháp luật, tôi không có nói bậy. Thật ra nhóm này á, nhóm của anh em nhà Nhất Phương á, đệ tử của thầy ông nội, nó cay cú về câu chuyện đó rồi, và cái nhóm đi theo nó, cái người đằng sau lưng nó để ủng hộ nó đó cũng kêu nó làm như vậy thì nó làm như vậy thôi.
đúng không? À, chúng ta cứ ngồi xem kịch để tụi nó diễn với nhau như thế nào. Chứ còn tôi nói rất là rõ, đúng không? Nếu vì pháp lý là mình làm câu chuyện khác, còn lên trên mạng câu chuyện truyền thông không bao giờ ủng hộ, không bao giờ đồng lòng. Cảm ơn Thiên Ngộ. Cơ quan chức năng điều tra là vì hồng ve, còn Phương Bánh Tét cho rằng là vì chính trị nào khác chứ không phải là hồng ve. Thì cho dù là vì hồng ve mà bị cơ quan chức năng giữ cái laptop hay là giữ điện thoại của chị Hòa Bình, hay là vì chính trị nào đó, thì hai cái này nó cũng nói lên một cái điều gì quý vị? Đó là nói lên một cái điều là cô Sáu rất là bất hạnh. Cả một cái tiếng nói rất là nặng giống như chị Hòa Bình để cứu giúp mẹ con của cô Sáu, mà bây giờ cũng phải chướng vào những cái chuyện mà cơ quan chức năng đang nghi ngờ. Thấy không? Đang nghi ngờ. Nếu mà vì hồng ve mà bị cơ quan điều tra thì Phương nghĩ rằng vấn đề này chắc có lẽ là cũng không phải đâu. Cho đến thời điểm này Hòa Bình chị ấy cũng đâu phải là bị thư kiện từ những lá đơn của Hồng Loan, Hồng Ni, đúng không ạ? À? Nếu mà thực tế là bây giờ á, thằng Nhất Phương này nó lại đang ở một cái thế rất là bất lợi. Thì Thám Tử Cao nghĩ rằng này có nhiều người đồng quan điểm với Thám Tử Cao trong câu chuyện này và không thể chấp nhận được Cá Cảnh. Mà tôi khẳng định rằng khán giả của thằng Cá Cảnh thì có phần đến 60-70%, thậm 80%, thậm chí 80% là người từng ủng hộ cho bà Siêu. À. Vậy thì những người đó không bao giờ, chắc chắn khi họ biết được, họ sẽ không bao giờ qua ủng hộ cho nhạc chế giúp Phương. Cái đó gọi là chắc chắn. Thì họ ra lại họ biết gì đó. Nhưng gì thì bây giờ Nhất Phương nó đang rơi vào một thế vô cùng bất lợi. Mà tôi thấy vui. Tôi vui chỗ nào nó kẹt vô cái thế này là coi như là cái kênh 200 mấy chục ngàn của nó là sẽ phải đi bụi thôi, không có cách nào hết trơn. Chỉ có lâu lâu nó giật tít, nó bám cho Hồng Loan một đỉnh thì người ta tò mò, người ta coi coi thôi. Chứ còn nếu nó thực sự cái người mà ủng hộ cho Nhất Phương, người ta không ủng hộ, rất rất ít. Có video clip mà nó đưa lên, mà nó lên nó chia sẻ phân tích là chỉ có 2.000 lượt xem. Hai ngày trước có video clip là chỉ có 8.000 lượt xem, 8-9.000 lượt xem. Thì các bạn hiểu là cái người mà ủng hộ cho đồng chí Cảnh sẽ không bao giờ tuyệt đối ủng hộ cho Nhất Phương. Cái đó chắc cú rồi. Mà nó chạy vô nó ủng hộ cho Nhất Phương thì nước đi là nó cực kỳ sai lầm. Vì ở chỗ là gì nè? Bản thân những người mà ủng hộ cho Hồng Loan để làm cái câu việc, câu chuyện sao kê đó, thì cái bước đi này là đúng. Mà bây giờ lại cản Thám Tử Cao yêu cầu chỉ cảnh sao kê đó. Minh bạch rõ ràng thằng, ví dụ như tôi nói với quý vị như nè, cái chuyện mà kêu mẹ con nhà ve sao kê thực chất là nó vẫn còn non. Còn non, tôi còn già chỗ nào. Thực chất là những người kia không bao giờ làm được. Ở chỗ là cái người vận động kêu gọi là đâu? Là ông Cần Chúa. À, chỗ đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chứng cứ, dữ liệu, tài liệu, cái phương pháp làm như thế nào thì mình không tiện nói ở đây. Mình không tiện nói ở đây thôi. Tại vì ở đó là họ là cái tổ chức có liên quan. Ừ. Hiểu không? Còn còn
Còn á, là như Chí Cảnh á, là đối tượng trực tiếp. Nếu về phương diện pháp luật á, thì chắc chắn rằng cái đối tượng là trực tiếp thực hiện hành vi. Với cái đường cái đối tượng á, là gì? Chiếm đoạt tài sản do người khác phạm tội mà có đó. Vẫn là tội phạm nha. Là nó lại vấn đề là gián tiếp rồi. Nó qua một cái lớp trung gian rồi. Tất nhiên cũng có những đồng tiền trực tiếp, nhưng cái đó phải chứng minh. Vậy thì Thái Tân Ca nói rằng là gì? Đối với Chí Cảnh TV đó, thì cái sự việc nó nghiêm trọng hơn và nó quyết liệt hơn. Với số tự lượng tiền đó, đủ khung hình sự. Nào, còn bên kia đó, nó là gián tiếp thôi. Nhưng mà cái cách và phương pháp để chứng minh đó, nó quan trọng lắm. Để chứng minh đối tượng trực tiếp bây giờ nó ông kề nó ông bên pháp đó, nó không thể chứng minh được, tại vì muốn là phải mời ông về, ông không về thì làm gì ông đó. Nhưng mà phương pháp là sao mà chứng minh được cái đối tượng đó là gián tiếp mà trực tiếp thực hiện vấn đề ABC đó, và số tiền đó nó có liên quan đến hoạt động phạm tội mà có, tức là tiêu thụ tài sản hoặc là gì đồng thuận ý chí với nhau biết cái tài sản đó là không biết đúng mà vẫn thực hiện, thì cái mấu chốt sao kê nó nằm ở chỗ đó. Còn cái chìa khóa dễ như thế nào thì thấy mấy không nói cái đó, đi hỏi anh Kha đó nha. Còn Nhất Phương á, nó chẳng qua là giống như kiểu là dạng Ngụy Quân Tử các bạn, ngồi nói như trịnh trọng như nghiêm túc lắm, nhưng mà đầu đuôi rất là bất nhất, không thống nhất được gọi là cái đường lối chính, cái đường hướng của kênh không có rõ ràng, không có rõ nét. Như tôi mà tôi nói tôi là ở hai dòng nước đó, tôi bem luôn hai cái phe đó, là tôi nói vậy đó tôi không có né tránh đâu. Còn cái gì tôi là kêu kêu gọi những người đó bớt lại cái mồm lại, dừng lại, đừng thực hiện hành vi đó, hoặc là tôi kêu gọi nên thực hiện hành vi này, nên làm việc này, nó sẽ an toàn hơn. Tôi khuyên mà. Có những người là người ta là vì vì fan câu view thôi, nhưng mà trong lòng họ đó đó họ rất là nể mình, nhưng mà tại vì cái nồi cơm của họ đúng không, họ chấp nhận phải bị chửi phải lên gọi tên thất cao câu view, nhưng mà tôi nói ai nấy lương tâm lắm, ai nấy lương tâm kệ. Rồi, xin phép kết thúc video clip này ở đây. Chúc quý khán giả một buổi tối vui vẻ an lành. Và xin kính chào, hẹn gặp lại. Trời 11 giờ mấy rồi, làm phiền mọi người quá. Dạ, chúc ngủ ngon ạ. À.